ngươi xuống trần gian tìm hiểu về tình trạng sử dụng túi ni lông ở dưới đó. Nhớ tìm hiểu xem vì sao rác thải ni lông đã tràn ngập khắp nơi, từ những nơi công cộng như công viên, bờ biển, thành thị cho đến nông thôn. Cứ tình trạng này thì thần dân của ta sẽ bị rác thải khó phân hủy khắp nơi chôn vùi mất thôi. Hạ thần tuân chỉ, hạ thần đi ngay. Hạ thần kinh, đứng ở phái giang làm gì? Chúc anh đi vui vẻ, ăn non ngủ kỹ. Mày thế, an toàn rồi. Hiện nguyên hình này nguy hiểm quá. Tàng hình cho nó chắc ăn. Để nghịch nữa nghe chưa? Con có biết là những cái này nó bẩn lắm không? Con giấu cái gì đằng sau đấy? Tôi mẹ xem nào. Dạ, không có gì đâu ạ. Đưa đây nhanh lên. Trời ơi. Con là bà đồng nát à? Hả? Ai dạy con lôi những cái thứ rác rưởi này ra để nghịch? Nhưng mà mẹ ơi, túi ni lông và ống hút là loại rác khó phân hủy lắm mẹ ạ. Trẻ con thì biết cái gì? Từ sau mẹ cấm, nếu mà còn tái phạm nữa ấy, mẹ không cho con đi chơi, không cho con mua những đồ con thích nữa đâu. Biết chưa? Đi vào trong nhà. Mẹ quên không mua xương, đi quay lại chợ với mẹ. Nhưng mà mẹ ơi, nếu mẹ đi mua xương thì mẹ sẽ phải dùng thêm một cái túi bóng nữa đúng không mẹ? Ừ, tất nhiên rồi. Thôi đi, con hỏi cái gì mà linh tinh đấy. Nhưng mà mẹ ơi, cô giáo con bảo là túi ni lông là loại rác khó phân hủy lắm, mẹ đừng dùng túi ni lông nhiều nữa. Thế không có túi ni lông thì lấy cái gì mà đựng rác hả con? Trẻ con biết cái gì, hỏi linh ta linh tinh, đi nào. Phương ơi, nhanh lên con, muộn học rồi. Con này chị ơi,
sao có thùng rác ở đây chị không vứt, chị vứt ra ngoài. Tí nữa vứt vào người tôi rồi đấy. Ơ, anh muốn cười nhở? Bao nhiêu người vứt ở đây có phải mình tôi đâu. Mà tôi đã vứt vào người anh đâu. Chị nói hay thật đấy. Mà sao có giờ kẻng chị không ra vứt mà bây giờ lại vứt đấy. Thôi, tôi không đôi co với anh nữa. Đi nào con. Alo. Vâng vâng ạ. Em đang nấu. Tối nay anh phải trực à? Vâng vâng em biết rồi ạ. Thế nhá anh nhá. Dạ vâng 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 ạ. Mẹ ơi mẹ, có kẻ đổ rác kìa. Mẹ ra đổ rác đi. Ừ mẹ biết rồi. Thế nhưng mà mẹ đang bận. Tối bố con còn trực không về được nữa cơ. Thôi để sáng mai mẹ đưa con đi học. Rồi vứt rác ra chỗ bãi rác gần trường con nhá. Hay là mẹ cho con ra đổ rác nhá. Tại con thấy mọi ngày mẹ vứt rác ở ngoài đường, con thấy nó là lạ sao sao gì. Lạ lạ cái gì? Rác thì vứt ở đâu mà chả được hả con? Con cứ ở yên đấy cho mẹ. Thôi mẹ ra đổ rác đi, để con trông nồi rau cho mẹ nhá. Con trông nồi rau cho mẹ có mà nát hết à? Ôi giời ơi, con làm gì đấy hả Hương? Sao lại cắt hết giấy trắng của mẹ ra như thế này? Mẹ còn chưa đủ bận nữa à? Con có biết là giấy trắng mẹ mua mất tiền không? Con hư quá rồi. Đứng dậy, đi ra kêu úp mặt vào tường cho mẹ. Nhanh lên. Anh ơi, bãi rác ở đây. Bãi rác cái gì? Bây giờ không còn là bãi rác nữa rồi. Chị nhìn xem, ở đây trồng hoa đẹp như thế này. Đấy, có một nụ hoa vừa mới nở này. Từ nay đừng vứt rác đây nữa nhá. Thế nhưng mà bình thường chúng tôi vẫn vứt rác ở đây. Với cả hôm nay tôi đang vội lắm, cứ vứt hôm nay. Ê, chị buồn cười nhở. Ê, cầm lại đi. Chị không đọc được cái biển à? Ở đây trồng hoa, xin đừng vứt rác. Xã hội này ai cũng như chị thì làm sao mà xanh sạch đẹp được. Đúng không công chúa? Đúng rồi đấy mẹ ạ. Đúng đúng cái gì mà đúng. Sáng ra đã triết lý vớ vẩn. Rách việc. Cháu đã vẽ một bức tranh mà trái đất toàn những rác thải và túi ni lông. Đó là những loại rác thải mà không thể phân hủy được. Cháu rất thông minh đấy nhé. Rất xứng đáng đoạt giải nhất trong cuộc thi bảo vệ môi trường. Nhờ mẹ cháu mà cháu nghĩ ra được đề tài này đấy chú ạ. Cháu quả là một cô bé cực kỳ thông minh đấy. Cháu cảm ơn chú. Chúc mừng ạ. Mẹ. Ta chính là thần môi trường đây. Ta đã xuống hạ giới để theo dõi loài người các ngươi. Các ngươi đã sử dụng rác, sử dụng túi ni lông một cách sai trái, vứt rác bừa bãi. Ngươi hãy nhìn con ngươi xem. Nó còn bé như thế mà nó còn biết bảo vệ môi trường. Ngươi có biết bảo vệ môi trường không? Ngươi We'll be right back.
chúc mừng ngày cưới bố mẹ. Mẹ xin lỗi con nhé. Mẹ có lỗi gì đâu ạ. Mẹ xin lỗi lúc tối đã mắng oan con. Con lấy giấy của mẹ để cắt những dòng chữ này à? Vâng, con xin lỗi. Thế con lấy tiền đâu để đổi hai chậu hoa kia? Con đổi bằng giấy vụn, ni lông với cả hút. Mẹ xin lỗi con nhé. Mẹ không nghĩ là hành động vứt rác bừa bãi của mẹ lại làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và cộng đồng nữa. Thế mà mẹ vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình. Mẹ ơi, chiến dịch đổi giấy lấy cây vẫn còn đấy mẹ ạ. Nhưng mà nhà mình hết giấy vụn rồi. Ở công ty mẹ có nhiều tài liệu bỏ đi lắm. Để mai mẹ mang về, rồi mẹ con mình đi đổi giấy lấy cây nhá. Thôi mẹ. Thôi cứ rồi lên phòng ngủ. Có gì mai mẹ con mình cùng tính nhá. Chào hai mẹ con. Chú. Thế nào, hôm nay quên túi rác à? Anh giống bị... À không, anh giống con quỷ trừng phạt tôi trong giấc mơ đêm qua. Sao lạ thế nhở? Tôi chỉ là người bình thường thôi. Thần hay quỷ gì ấy, cũng là do hành động và suy nghĩ của mỗi người. Chú ơi, hôm nay hai mẹ con cháu đi đổi giấy vụn được hai cây hoa này, chú thấy xinh không? Chú xem nào. À chà, xinh quá. Chú để đây nhá. Vâng, để đấy, để chúng là bạn với nhau đúng không chú? Đúng luôn. Cảm ơn anh nhá. Mỗi người trên thế gian này trồng một bông hoa thì trái đất đẹp biết bao nhiêu. Chị phải cảm ơn bông hoa đẹp nhất này này. Thôi, mẹ con tôi đi chợ đây, trưa rồi. Chào anh nhá. À, mà chú ơi, hôm nay nhá, hai mẹ con cháu đi chợ dùng làn thay túi ni lông để chú ạ. Cái làn này ý, tự tay cháu chọn đấy chú ạ. Chú thấy có xinh không? Xinh làm sao được bằng cháu. Thôi đi con, chào anh nhá. Chào chào chú. Bye bye. Giá như tất cả các bãi rác trên thế gian này đều trở thành vườn hoa, giá như ai trên trái đất cũng đều có tâm hồn trong trẻo như cô bé kia, thì trái đất chắc chắn sẽ mãi xanh và công việc của ta cũng đỡ vất vả biết bao nhiêu. Chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào thế hệ trẻ. Họ chính là thế hệ bảo vệ cho trái đất mãi.